Thực ra thì rất nhiều không gian mà mình thích, bởi vì là nó rất là nhiều cảm xúc, bởi vì mỗi một không gian lại có một cái cảm xúc khác nhau. Nhưng mà thực sự là mình thích nhất là cái không gian gọi là ngay từ bên ngoài, cổng bước vào, từ bên ngoài nhìn vào khung cảnh xung quanh ấy, là mình đã có rất nhiều cảm xúc với nó rồi. Và cái ngoại thất là rất là hài hòa, và thực sự là mình cảm thấy hài lòng và cũng rất là hài lòng với Sơn Hà về dịch vụ, về cũng như là với những cái gọi là thẩm mỹ, cái thẩm mỹ của các bạn thiết kế đưa ra. Rất là cảm thấy hài lòng về cái dịch vụ của Sơn Hà. Cái đặc biệt nhất là cái dịch vụ là nhanh chóng kịp thời tư vấn và đồng hành cùng với lại gia chủ để đưa ra một cái thiết kế hợp lý nhất và cũng kịp cái tiến độ mà mong muốn của gia chủ. Giờ thì nhà hàng cũng đã đi vào hoàn thiện và đến dịp được phục vụ khách hàng, thì tôi cũng thấy rất hài lòng về cái tác phẩm này. Là không chỉ tôi mà rất nhiều khách hàng hay những người mà đi đường ấy, thì họ cũng đã rất là cảm thấy
có nhiều cảm xúc với cái kiến trúc này, và họ vẫn hay thường hỏi là đơn vị nào thiết kế, và tôi cũng rất tự hào được giới thiệu đến Sơn Hà.